cảnh 5.000 cảnh sát cơ động cùng dàn xe đặc chủng phô diễn sức mạnh trong ngày truyền thống. Xe chở đoàn cán bộ quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn ở Kon Tum. Thành phố Hồ Chí Minh tăng học phí và các khoản sai quy định, nhiều trường tư bị tuyết còi. Nghi chồng chở nhân tình, người phụ nữ dùng gạch đá đập liên tục vào ô tô. Iran dội UAV và tên lửa vào Israel, Jordan cảnh báo rắn. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật sẽ có trong bản tin tổng hợp lúc 5 giờ sáng của báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị đón theo dõi. Sáng 14 tháng 4 tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần 2. Mở đầu buổi lễ là màn diễu hành của 25 khối đại diện cho từng đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, các khối cơ quan, trung tâm huấn luyện, trung đoàn các vùng miền. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, lực lượng Cảnh sát cơ động ra đời trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn cam go, ác liệt. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã cùng với quân, dân cả nước và lực lượng Công an nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, góp phần đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Ngày 14 tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách chở đoàn cán bộ quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh và xe tải chở cát, khiến một người chết, nhiều người thương vong. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 4, xe tải biển kiểm soát 81H02799 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Bắc, tỉnh Gia Lai, điều khiển kéo theo rơ móc 81R01051 chở cát lưu thông trên quốc lộ 24 theo hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Kon Tum. Khi đến địa phận thôn Đắc Pui, xã Đắc Tơ Re, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum, chiếc xe này đã tông trực diện với xe khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở 23 người, cả tài xế. Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi, trú thành phố Hồ Chí Minh, tử vong tại chỗ và 24 người trên hai xe bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Trong số những người bị thương thì nặng nhất là bị tổn thương sọ não, gây lún đốt sống, tràn khí màng phổi. Những người còn lại cũng bị thương với các tình trạng khác nhau. Theo một cảnh sát giao thông trực tiếp xử lý vụ việc, qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lời khai những nhân chứng, bước đầu có thể nhận định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, xe khách biển kiểm soát 50H36598 vượt một xe đầu kéo đi cùng chiều phía trước. Đúng lúc hai xe đang đi song song thì xe tải biển kiểm soát 81H02799 vừa hết khúc cua đi tới. Do đó, xe khách biển kiểm soát 50H36598 đã tông vào xe biển kiểm soát 81H02799. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai nữ sinh viên tử vong xảy ra vào 12 giờ 5 phút ngày 23 tháng 4 trên tỉnh lộ 489C thuộc địa bàn thôn Hạ Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bán tải biển kiểm soát 18C103XX do ông LVT, sinh năm 1971, ngụ xóm 8, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, cùng tỉnh Nam Định điều khiển. Khi tới địa điểm trên, đã va chạm với xe máy chở theo hai nữ sinh viên đi ngược chiều. Hậu quả, nữ sinh viên NKL, sinh năm 2004, ngụ xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, người điều khiển xe máy, tử vong tại chỗ. Nữ sinh viên NTZQ, sinh năm 2004, ngụ xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, tử vong trên đường đi cấp cứu. Được biết, cả hai nữ sinh viên đang học tại một trường đại học ở Hà Nội. Trong lúc về quê, nữ sinh viên ở Nam Định chơi thì gặp nạn. Vào cuộc điều tra vụ việc, qua kiểm tra, lái xe T không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Xuân Trường phối hợp điều tra làm rõ. Ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đang xác minh điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, nhận được thông tin một vụ giết người xảy ra tại nhà trọ HN ở khu dân cư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, nên cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Nạn nhân được xác định là chị DTQ, 30 tuổi, thường trú tỉnh Quảng Ngãi. Nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thành, 28 tuổi, thường trú tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Qua đấu tranh, Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết chị Quy. Theo đó, khi đang ở trên gác của phòng trọ, Thành và chị Quy đã xảy ra cự cãi do mâu thuẫn tình cảm. Bất ngờ, Thành dùng dây nịt siết cổ chị Quy đến chết. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn chấn chỉnh thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục theo quy định đối với một số tổ chức, cá nhân chủ đầu tư thành lập cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ngoài công lập. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sở này đã có công văn về việc triển khai thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 4 năm 2024, sở đã tiếp nhận 115 hồ sơ kê khai giá, còn 10 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kê khai giá hoặc đã thực hiện kê khai giá nhưng chưa đủ biểu mẫu, kê khai giá chưa đúng quy định tại Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng cho biết, trong năm học, nếu cơ sở giáo dục ngoài công lập có thay đổi mức thu học phí và giá dịch vụ khác thì thực hiện hồ sơ kê khai giá bổ sung gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo tối thiểu trước 7 ngày áp dụng mức giá kê khai mới. Đơn vị không được áp dụng mức giá kê khai mới trước khi thực hiện kê khai giá. Bản tin tổng hợp 5 giờ sáng nay sẽ tiếp nối những thông tin nổi bật chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 14 tháng 4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau nhiều ngày xác minh, đấu tranh, theo dõi mật phục, lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng Pù Nhi đóng tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một nhóm người đang khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép trên địa bàn. Theo đó, vào ngày 10 tháng 4, tại tiểu khu 118 rừng phòng hộ, khu vực Pha Dương, thuộc bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, lực lượng biên phòng đã tiếp cận, bao vây, ngăn chặn và bắt quả tang toàn bộ nhóm 5 người đang có hành vi dùng cưa xăng khai thác gỗ rừng tự nhiên trái pháp luật. Nhóm bị bắt giữ gồm Hờ Văn Va, sinh năm 1996, Hờ Văn Cấu, sinh năm 1987, Hờ Văn Di, sinh năm 1976, Hờ Văn Lên, sinh năm 1993, cùng ngụ bản Cơm, xã Pù Nhi, và Gia Văn Va, sinh năm 1984, ngụ bản Lốc Há, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao người, tang vật, phương tiện cho công an huyện Mường Lát điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 4, lãnh đạo Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời 3 người có liên quan đến thông tin đánh ghen trên phố lên làm việc để xác minh, xử lý. Trước đó, tối 13 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip với nội dung một người phụ nữ đánh ghen trên phố Trần Phú thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, một người phụ nữ chặn một chiếc ô tô đang chở theo đuôi nam nữ. Người phụ nữ này sau đó dùng gạch, đá liên tục đập cửa kính ô tô nhưng hai người trong xe cố thủ không ra ngoài. Sau khi lấy gạch đập kính ô tô, người phụ nữ đưa điện thoại của mình cho nhiều người dân chứng kiến và nói rằng đây là chồng tôi, có cả các con tôi. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Nhận được thông tin, Công an phường Điện Biên đã có mặt để giải tán đám đông, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Ngày 14 tháng 4, việc khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt ở Đèo Cả vẫn rất khó khăn khi đất đá ở hầm Bãi Gió vẫn tiếp tục sạt lở. Theo đó, cùng ngày, sụt trượt tại hầm đường sắt Bãi Gió vẫn tiếp tục xảy ra. Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng phương án xử lý và đã thực hiện chuyển tải hành khách đi tàu bằng đường bộ từ ga Tuy Hòa đến ga Đại Lãnh và ngược lại. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã phối hợp với khu quản lý đường bộ 3 thực hiện điều tiết, cấm toàn bộ phương tiện đi qua Đèo Cả đề phòng sụt lún có thể xảy ra, đồng thời cũng phối hợp với lãnh đạo hầm đường bộ Đèo Cả phía Khánh Hòa để điều tiết phương tiện hai đầu hầm tránh ùn ứ. Bên cạnh đó, các hành khách đi tàu được trung chuyển từ ga Tuy Hòa, Phú Yên đến ga Giả, huyện Vạn Ninh và ngược lại. Sáng nay 14 tháng 4, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở, dân phòng, khu công nghiệp V-Ship để dập tan đám cháy tại một công ty sản xuất bao bì trên địa bàn.
Theo đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại khu vực chứa giấy phế liệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Hợp Nhất ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Diện tích khu vực chứa giấy phế liệu khoảng 500m2, trong đó diện tích cháy khoảng 300m2, chất cháy chủ yếu là giấy phế liệu. Đám cháy không có thiệt hại về người. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản. Từ đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo đối với thời tiết nắng nóng như hiện nay, người dân và doanh nghiệp cần thực hiện một số việc như kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt có khả năng gây cháy, nổ, đặc biệt là trong việc sử dụng hệ thống điện, thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống điện, hết giờ làm việc phải ngắt điện, trường hợp các thiết bị buộc duy trì thường xuyên phải bố trí nguồn điện riêng và có thiết bị bảo vệ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết khu vực thành phố Hồ Chí Minh phổ biến không mưa, có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt diện rộng trên hầu khắp khu vực. Nhiệt độ trung bình trong khoảng 10 ngày tiếp theo được dự báo cao hơn so với cùng kỳ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với cùng kỳ, hầu hết ở khoảng 0 đến 3 mm. Đơn vị này lưu ý trong khoảng thời gian này, khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khả năng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38 độ C và một vài ngày lên tới 39 độ C và trên 39 độ C. Trên các vùng biển thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết biển phổ biến không mưa, gió đông nam và đổi hướng cường độ yếu, hầu hết ở khoảng cấp 3 đến 4 và gió nhẹ. Những thông tin quốc tế đáng chú ý được cập nhật đến 5 giờ sáng sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Iran vào tối ngày 13 tháng 4 phát động đợt tấn công bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn nhằm vào Israel. Theo Times of Israel, đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên được Iran triển khai từ lãnh thổ nước này nhằm vào Israel. Theo đó, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari xác nhận vào lúc 23 giờ giờ địa phương rằng Iran đã bắt đầu chiến dịch quân sự vốn đã được Israel lường trước. Sau đó, ông cho biết Iran cũng đã nã tên lửa vào Israel, trong khi nhiều máy bay chiến đấu trên bầu trời Israel sẵn sàng chống lại các cuộc tấn công của nước này. Còi báo động bắt đầu vang lên trong các cộng đồng ở miền nam của Israel vào khoảng 1 giờ 42 phút, trước khi lan rộng ra các khu vực rộng lớn hơn của quốc gia này. Sau cuộc tấn công nêu trên, Jordan cùng một số quốc gia khác ở Trung Đông đã đóng không phận của họ. Lệnh đóng cửa không phận ở Jordan bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, kéo dài khoảng 3 giờ. Trong khi đó, Iran cấm một số hoạt động bay trên không phận từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4. Lệnh cấm này không áp dụng đối với các chuyến bay quân sự và khẩn cấp. Những hoạt động bay khác phải được phê duyệt trước khi triển khai. Liên quan đến vụ Iran tập kích Israel, Tổng thống Joe Biden khen ngợi quân đội Mỹ vì đã giúp Tel Aviv bắn hạ gần như toàn bộ UAV và tên lửa của Iran đang lao tới lãnh thổ Israel. Phát biểu trên do Nhà Trắng công bố, trong đó Tổng thống Mỹ gọi cuộc không kích của Iran là chưa từng có nhằm vào các cơ sở quân sự ở Israel. Phản ứng trước hành động của Iran, phương Tây lên án mạnh mẽ và gọi đây là hành động liều lĩnh, trong khi nhiều nước kêu gọi các bên kiềm chế để tránh lan rộng xung đột ở Trung Đông. Phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Anne Wilson tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh cùng Israel. Tổng thống Joe Biden đã triệu tập cuộc họp khẩn tại phòng tình huống ở Nhà Trắng và được cập nhật liên tục tình hình tại Israel. Các nước trong khu vực cũng bày tỏ lo ngại. Bộ Ngoại giao Ai Cập phát thông cáo kêu gọi các bên kiềm chế hết mức để khu vực và người dân các nước trong khu vực không phải chịu đựng thêm bất ổn và căng thẳng. Lo ngại an toàn từ cuộc tấn công trả đũa từ Iran, loạt nước láng giềng của Israel bao gồm Iraq, Jordan và Ai Cập đã quyết định đóng cửa không phận. Trong những quyết định gần đây nhất, cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed lẫn Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB đều giữ nguyên mặt bằng lãi suất cơ bản cao. Fed và ECB hiện đều chưa sẵn sàng hoặc thậm chí chưa dám có sự điều chỉnh giảm mang tính chất bước ngoặt trong chính sách lãi suất. Ngân hàng Trung ương của các quốc gia trên thế giới thường dùng việc nâng lãi suất cơ bản để chống lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao lại cản trở tăng trưởng kinh tế. Vì thế, khi lạm phát đã được kiềm chế ở mức độ như mục tiêu đề ra, thường là 2%, lãi suất cơ bản sẽ được cân nhắc giảm. Trên thực tế, lãi suất hiện tại ở các nền kinh tế trên thế giới đã giảm đi rất nhiều so với mức cao kỷ lục năm 2022. Tỷ lệ lạm phát tại Đức, Pháp và nhiều nước khác trong khu vực đồng euro tuy chưa giảm xuống còn 2% nhưng cũng đã ở mức dưới 3%. Lạm phát ở Mỹ hiện trên 3%. Từ đó, có thể thấy mặt bằng lãi suất cơ bản chưa thể giảm trong thời gian tới. Tỷ lệ lạm phát dao động giữa giảm không nhiều và tăng cũng không nhiều. Kinh tế vì thế chưa có được động lực tăng trưởng mới trên thế giới.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.